Thưa quý vị, thời gian gần đây, bất động sản công nghiệp là lĩnh vực được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Nhờ yếu tố vĩ mô là sự chuyển đổi phát triển từ nền kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ tại Việt Nam, cũng như yếu tố thời cuộc và nhiều dấu hiệu tích cực xuất hiện trên các thị trường như là thương vụ mua bán sáp nhập doanh nghiệp, sự gia tăng các diện tích đất công nghiệp mới. Bất động sản công nghiệp Việt Nam đang nổi lên như một lĩnh vực đầu tư tốt giữa đại dịch COVID-19, khi mà phần lớn các ngành kinh tế ít nhiều đều chịu tác động lớn từ đại dịch mang tính toàn cầu này. Vậy cụ thể vấn đề này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi Việt đề tài thị trường bất động sản công nghiệp năm 2021. Trước hết mời quý vị cùng đến với phần tổng quan. Bất động sản công nghiệp là những dự án đầu tư xây dựng các khu công nghiệp. Từ việc chủ đầu tư cho thực hiện và xây dựng các công trình như là xây kho bãi cho thuê, nhà xưởng cho thuê, khu đô thị, kho bảo quản cho thuê, văn phòng công ty cho thuê và các dự án đầu tư mặt bằng phục vụ cho việc sản xuất công nghiệp. Bất động sản công nghiệp hay gọi là khu công nghiệp là một cái yếu tố rất quan trọng để dịch chuyển cái cơ cấu của tỉnh theo cái hướng hiện đại. Về cái việc phát triển bất động sản công nghiệp thì trong thời gian tới Hà Nam có những cái định hướng rất là rõ ràng. Thứ nhất là phát triển bất động sản công nghiệp nhưng gắn liền với các cái khu đô thị và gắn liền với lại các cái tiện ích để phục vụ người dân như là bệnh viện, như là trường học và các cái khu sinh hoạt cộng đồng. Thứ hai là phát triển bất động sản công nghiệp nhưng đi kèm với việc bảo vệ môi trường và thu hút các cái doanh nghiệp công nghệ cao có giá trị gia tăng cao. Theo số liệu thống kê từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến hết sức phức tạp, nhưng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thực hiện trong 7 tháng qua vẫn đạt 10,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong số 18 ngành và lĩnh vực các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư tại Việt Nam, thu hút đầu tư công nghiệp chế biến chế tạo vẫn dẫn đầu với 7,9 tỷ đô la Mỹ, chiếm 47,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 với tổng vốn đăng ký đạt 1,16 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, theo Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng GDP tổng sản phẩm trong nước quý 2 năm 2021 ước tính tăng 6,61% so với cùng kỳ năm 2020, cao hơn tốc độ tăng 0,39% của quý 2 năm 2020. Tính chung, GDP 6 tháng đầu năm tăng 5,64%, cao hơn tốc độ tăng 1,82% của 6 tháng đầu năm 2020. Trong đó, ngành xây dựng và công nghiệp đã chứng kiến mức tăng trưởng cao nhất. Số liệu ghi nhận trên được xếp vào hàng cao so với các đất nước khác trên thế giới. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang gây ra nhiều ảnh hưởng nặng nề cho nền kinh tế toàn cầu. Đặc biệt khi nhìn từ chỉ số về FDI của nền kinh tế vĩ mô cũng như là sự quan tâm đến các nhà đầu tư nước ngoài. Bất động sản công nghiệp Việt Nam được đánh giá là phân khúc sáng đối với thị trường nhà đất trong năm 2021. Cụ thể, tính tới ngày 20 tháng 6 năm 2021, tổng vốn FDI thâm nhập vào ngành công nghiệp sản xuất đạt 6,97 tỷ đô la Mỹ. Vốn sản xuất hiện tại đang đạt ở mức là 3,38 tỷ đô la Mỹ, cao hơn mức 3,23 tỷ đô la Mỹ so với cùng thời điểm năm ngoái. Cùng với đó, rất nhiều thương vụ đầu tư lớn đã diễn ra trong thị trường trong nửa đầu năm nay. Ví dụ như tại miền Bắc, gần 500 triệu đô la Mỹ đã được đầu tư vào công ty Jinko Solar Hồng Kông cho việc xây dựng khu công nghiệp Sông Khoai tại Quảng Yên, hoặc là Fukai Technology từ Singapore cho khu công nghiệp Quang Châu thuộc tỉnh Bắc Giang. Nền kinh tế của ta đã phát triển tương đối nhanh và chúng ta đã lên một bậc mới trong quá trình phát triển, đặc biệt là trong thu hút đầu tư và phát triển ngành công nghiệp chế tạo. Trong quá trình phát triển đó thì chúng ta đã xây dựng đến hàng trăm cái khu công nghiệp và rất nhiều những khu công nghiệp đã lấp đầy. Cùng với đó thì chúng ta đã thu hút và đang chuẩn bị thay đổi một cách căn bản cái định hướng thu hút đầu tư nước ngoài. Chính vì vậy cho nên một cái nhu cầu mới về hạ tầng khu bất động sản công nghiệp, đặc biệt là những cái hạ tầng phục vụ cho cái các khu công nghiệp hiện hành, nó có thể nói là bùng phát. Mặt khác, các chuyên gia cũng tin rằng
Nhu cầu về kho vận logistics cũng sẽ là cơ hội hỗ trợ đáng kể trong việc giúp bất động sản công nghiệp phát triển mạnh trong tương lai, cùng với việc là bất động sản công nghiệp truyền thống. Nhìn chung, dù năm 2020-2021 vẽ ra một bức tranh toàn cảnh khá tiêu cực vì dịch bệnh, bất động sản công nghiệp vẫn chứng kiến một sự tăng trưởng tương đối tốt, từ ngắn hạn cho đến trung hạn, vẫn sẽ có rất nhiều hoạt động đầu tư lớn cho nền công nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, như dự báo, dịch bệnh được kiểm soát và khống chế, phân khúc này sẽ bứt phá một cách mạnh mẽ cả về nguồn cung lẫn nguồn cầu. Mặc dù Việt Nam vẫn đang phải chống chọi với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tuy nhiên theo các số liệu thống kê, thị trường bất động sản công nghiệp vẫn chứng kiến nhiều dấu hiệu tích cực, như các thương vụ mua bán sáp nhập doanh nghiệp, kéo theo sự gia tăng các diện tích đất công nghiệp mới. Hàng loạt các địa phương đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất xây dựng khu công nghiệp mới để đáp ứng nhu cầu đầu tư trong những năm tới. Thêm vào đó, nhờ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và các nước Liên minh châu Âu EVFTA được ký kết vào tháng 8 năm 2020, làn sóng các khu công nghiệp mới đang đồng loạt hình thành, được kỳ vọng sẽ là những đối tượng thu hút dòng vốn ngoại, thúc đẩy sự phục hồi của các ngành sản xuất hàng hóa, cung ứng xuất khẩu. Đón đầu thời điểm dịch COVID-19 được kiểm soát, tạo thêm động lực cho quá trình chuyển đổi từ ngành công nghiệp giá trị thấp sang ngành công nghiệp có giá trị cao hơn. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phóng sự sau. Bất động sản công nghiệp khu vực miền Bắc năm 2021 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Báo cáo quý 2 năm 2021 của JLL cho thấy, phía Bắc đã ghi nhận thêm nguồn cung mới từ công nghiệp Yên Mỹ tại Hưng Yên của chủ đầu tư Vglacera Yên Mỹ tại thị trường bất động sản cho thuê. Từ đó tăng tổng số diện tích đất công nghiệp cho thuê lên gần 9.700 ha. Bên cạnh đó, chủ đầu tư này cũng đang dự kiến tiến hành khởi công khu công nghiệp Thuận Thành 1 ở Bắc Ninh vào năm 2021. Ngoài ra, nguồn cung mới cũng đã xuất hiện ở thị trường nhà xưởng xây sẵn, hầu hết tập trung ở Hải Dương. Đặc biệt hơn, thị trường còn ghi nhận thêm một số thương vụ M&A vào quý 2 năm 2021. Điển hình là 49% cổ phần công ty cổ phần phát triển công nghiệp KTG Bắc Ninh được mua lại bởi Boosted Project với mức giá tầm 6,9 triệu đô la Mỹ. Bất chấp ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, tỷ lệ lấp đầy tại khu vực miền Bắc vẫn duy trì ổn định sau khi hàng loạt các dự án tương đối lớn được công bố trong những quý 4 năm 2020 và đầu quý 1 năm 2021, như là dự án LG Display khi mà điều chỉnh tăng vốn hoặc là sự đổ bộ từ các ông lớn như là Pegatron, Foxconn vào các khu công nghiệp của khu vực miền Bắc. Hiện tại thì tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp khu vực miền Bắc đang duy trì ở mức là 75%, trong khi đó thì nhà xưởng xây sẵn lại chứng kiến tỷ lệ này giảm đi so với quý đầu năm 2021 do ảnh hưởng từ nguồn cung mới trong thị trường. Khi mà ra một cái quyết định lớn dài hạn như là việc di chuyển sang Việt Nam thì các nhà đầu tư cũng phải xem xét tới các yếu tố khác, ví dụ như là môi trường thuế quan ưu đãi hay các hiệp định thương mại tự do hay là hệ thống cơ sở hạ tầng hay là nguồn cung lao động ở tại Việt Nam. Thì Việt Nam vẫn đang hoàn thành tốt các cái đầu mục đấy. Thế nên là về cái làn sóng di chuyển sang Việt Nam thì chúng tôi vẫn nghĩ Việt Nam là một quốc gia được đánh giá cao. Tuy nhiên thì do các doanh nghiệp vừa và nhỏ là những nơi chịu ảnh hưởng lớn nhất của dịch bệnh, số lượng doanh nghiệp phải tạm ngưng hoạt động trong nửa đầu năm 2021 tăng 22% so sánh với cùng kỳ. Trong đó thì các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến chiếm đến 11,9%, từ đó cũng đã tác động tiêu cực đến tỷ lệ lấp đầy. Hàng loạt các khu công nghiệp tại Bắc Giang và Bắc Ninh vì dịch bệnh phải tạm ngừng sản xuất đã khiến cho đà tăng của giá đất công nghiệp bị kìm hãm. Mặc dù vẫn giữ nguyên ở mức là 107 đô la Mỹ một mét vuông một chu kỳ thuê vào quý 2 năm 2021 và giá vẫn ghi nhận là mức 5,9% tăng so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái nhưng bị chậm hơn so với quý 1 năm 2021. Bên ngoài những tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Hồng thì các tỉnh ở khu vực Đông Bắc như là Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên cũng đang ghi nhận nhiều sự chú ý của các nhà đầu tư với lợi thế về giá thuê cũng như hạ tầng ngày càng được cải tiến và hoàn thiện. Giá của đất tại khu vực này đang được dự đoán là sẽ tăng trưởng ở mức từ 8 đến 10% so với giai đoạn cùng kỳ năm trước. Không chỉ vậy là khu vực Đông Bắc cũng được dự báo là sẽ có thị trường nhà xưởng xây sẵn vô cùng sôi động với sự gia nhập của nhiều nhà đầu tư mới như công ty cổ phần công nghệ, khu công nghiệp Việt Nam hoặc là GNP Industry. Đối với bất động sản công nghiệp khu vực miền Nam năm 2021 thì số liệu của JLL cũng cho thấy là quý 2 năm 2021 đã ghi nhận thêm nhiều nguồn cung mới tại thị trường bất động sản cho thuê miền Nam. Từ đó thì khu công nghiệp Trần Anh Tân Phú tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với chủ đầu tư là Trần Anh Group tăng tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê tại miền Nam lên tới là 25.220 ha.
Do đó thì tỉnh Long An đang được tăng cường hơn với vị trí là một điểm đầu tư vô cùng hấp dẫn khác nhằm phát triển khu công nghiệp bền vững ngoài hai tỉnh thành lâu đời là Đồng Nai và Bình Dương. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần thứ tư, số liệu cũng cho thấy là tỷ lệ lấp đầy vẫn ổn định. Chính nhờ vào những chỉ số tăng trưởng của nền kinh tế, thị trường bất động sản công nghiệp của Việt Nam vẫn giữ được một tiềm năng vô cùng to lớn, cùng với những lợi thế tương đối độc đáo vốn có, như vậy mà đã thu hút được các chuỗi cung ứng logistics cùng với những nhà sản xuất mới. Việt Nam thì đang liên tục thay đổi và kịp thời và theo bốn cái hướng. Thứ nhất là kịp thời quy hoạch về ngành đầu tư khu công nghiệp, tức là các cái nhà máy của chúng ta sẽ, các cái khu công nghiệp chúng ta sẽ có cái đặc thù về ngành, ví dụ như là sản xuất chuyên về ô tô hay chuyên về điện tử hay chuyên về cơ khí, chuyên về may mặc, thì các khu công nghiệp đó sẽ tập trung về phát triển hạ tầng để phù hợp với cả cái việc phát triển ngành nghề của các nhà đầu tư thứ cấp ở trong khu công nghiệp đó. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tạo ra một cái sự liên kết vùng, liên kết nội khu giữa các cái khu công nghiệp ở trong tỉnh cũng như trong một cái khu vực ở địa bàn đầu tư, để giúp mà tận dụng tối ưu hóa những cái lợi thế của các nhà đầu tư phát triển hạ tầng khác nhau ở trong cùng một tỉnh. Số liệu quý 2 năm 2021 của JLL cũng đã ghi nhận nhiều giao dịch được ký kết và hoàn thành tại Bà Rịa Vũng Tàu bất chấp ảnh hưởng của đại dịch. Các thỏa thuận cho thuê chủ yếu là do quỹ đất rộng lớn được yêu cầu từ các nhà sản xuất công nghiệp tăng 85% và 86% là tỷ lệ lấp đầy của khu công nghiệp và nhà xưởng xây sẵn tại đây. Trong đó thì đất công nghiệp cũng ghi nhận nhiều giao dịch mới trong lúc là đại dịch bùng phát, từ đó thể hiện rằng cả khách thuê lẫn chủ đầu tư cũng đang dần dần tìm ra những phương án thích hợp để đối phó với đại dịch và tiếp tục duy trì hoạt động. Ngoài ra thì thị trường nhà xưởng xây sẵn cũng đang chứng kiến thêm một sự mở rộng kinh doanh của các doanh nghiệp đã hiện hữu ngoài những doanh nghiệp mới. Giá đất đang trên đà tăng trưởng, trong khi đó thì giá thuê nhà xưởng xây sẵn thì bị chững lại. Đất công nghiệp được coi là một vị thế của hình thức đầu tư sản xuất lâu dài vẫn luôn duy trì mức tăng trưởng về giá tương đối ổn định qua các năm. Quý 2 năm 2021 thì đã chứng kiến việc các chủ đầu tư khu công nghiệp khu vực miền Nam thiết lập đỉnh mới, giá trung bình mới là 113 đô la Mỹ một mét vuông một chu kỳ thuê, tăng 7,1% so với giai đoạn cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, mức giá thuê nhà xưởng xây sẵn đạt ở mức trung bình là 4,5 đô la Mỹ một mét vuông một tháng cho cả khu vực miền Nam, chỉ vượt 0,5% với giai đoạn cùng kỳ bị ảnh hưởng bởi đại dịch, và nó đã có tác động đối với các hoạt động cho thuê của các loại hình bất động sản xây sẵn này. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mặc dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng mà hàng loạt các địa phương đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, xây dựng đất khu công nghiệp mới để đáp ứng được các nhu cầu đầu tư trong những năm tới. Đơn cử tại tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt các khu công nghiệp mới đa ngành Triệu Phú 529 ha, khu công nghiệp Quảng Trị 481,2 ha. Tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã hoàn thiện dự án khu công nghiệp Sông Lô, Tam Dương 1, Thái Hòa, Liên Sơn, Liên Hòa hơn 500 ha. Tỉnh Đồng Nai cũng đã công bố kế hoạch xây dựng 3 khu công nghiệp mới rộng 6.475 ha. Tỉnh Long An thì dự kiến có các khu công nghiệp mới trị giá 59 triệu đô la Mỹ tại huyện Đức Hòa. Các chuyên gia bất động sản cho rằng phân khúc bất động sản công nghiệp đang trở thành điểm sáng thu hút nhiều dòng vốn đầu tư. Tuy nhiên, để thu hút được các nhà đầu tư lớn, cần làm tốt được khâu phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, nên các địa phương cần tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển hạ tầng cùng các chủ đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng được quỹ đất sạch và hoàn thành một cách nhanh nhất. Các chuyên gia bất động sản cho rằng phân khúc bất động sản công nghiệp đang trở thành điểm sáng thu hút nhiều dòng vốn đầu tư. Tuy nhiên, để thu hút được các nhà đầu tư lớn, cần làm tốt được khâu phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, nên các địa phương cần tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển hạ tầng, các chủ đầu tư chuẩn bị được quỹ đất một cách nhanh nhất. Bên cạnh đó, dịch bệnh COVID-19 cũng đặt ra thách thức trong các hoạt động logistics, xây dựng chuỗi cung ứng hàng hóa để phục vụ đầu tư hay là sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp. Do đó, cần phải có kế hoạch dài hạn, thích ứng và phát triển. Mời quý vị cùng đến với ý kiến của các chuyên gia và đơn vị phát triển bất động sản để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Chắc chắn đầu tiên phải thay đổi về các thủ tục hành chính. Với cách tiếp cận như thế thì chúng ta phải thay đổi quy trình thủ tục hành chính để giải quyết những yêu cầu về đầu tư và xây dựng cho các nhà đầu tư. Và cũng tiếp cận đầy đủ theo hướng thị trường. Trong thực hiện nó vô vàn khó khăn nó xuất hiện. Cho nên chính các địa phương phải năng động, phải sáng tạo, phải đồng hành cùng các nhà đầu tư giải quyết từ việc nhỏ đến việc lớn. Thứ nhất là chính sách về phục vụ cho người ta sản xuất lâu dài này, chính sách về và hai là phải có đáp ứng được các cái điều kiện về hạ tầng
tốt và chuyên nghiệp, cũng như là các cái dịch vụ đi theo nó phải chuyên nghiệp. Thế còn về chính sách cũng như vậy, người ta cũng rất cần sự hỗ trợ của chính quyền địa phương tại tỉnh rồi chính phủ. Cái vấn đề thu hút đầu tư phát triển khu công nghiệp thì nói chung là hiện giờ thì cũng còn nhiều cái vấn đề, chẳng hạn như là về vấn đề hạ tầng kỹ thuật, rồi về đền bù giải phóng mặt bằng, thì đây là những cái vấn đề mà tỉnh còn rất nhiều hạn chế. Do đó ngoài cái sự mà tích cực của các nhà đầu tư cũng như là của địa phương thì cần có cái sự hỗ trợ của chính phủ, của trung ương, chẳng hạn như là hỗ trợ về đầu tư phát triển cái hạ tầng ngoài hàng rào cũng như là trong hàng rào khu nghiệp, khu công nghiệp. Đến đây chương trình xây dựng và bất động sản cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại.